Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map. Ngày hôm nay Thảo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ một chú thỏ rất là dễ thương như thế này và cũng vô cùng đơn giản thôi. Và mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map để cùng với Thảo mỗi ngày vẽ một hình đơn giản nhé, nhưng mà cũng không kém phần đẹp đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Và sau quá trình vẽ mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần những đường nét là chúng ta có thể vẽ ra được một chú thỏ. À, với gương mặt vô cùng là đáng yêu đang cầm một củ cà rốt. Và mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map để mỗi ngày thực hiện những hình đơn giản cùng với Thảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.